thần tâm để thờ thượng đế và phật mẫu ở nhà, thì ông xã có đóng một cái bàn thờ tam tầng, tầng trên cùng là thờ cha mẹ, tầng ở giữa là thờ Phật Thích Ca, cuối cùng là bố mẹ và hàng chồng. Thì không biết thờ như vậy đúng hay sai, với lại quan trọng là ở trên bàn thờ của cha mẹ trên cùng đó thì để bao nhiêu ly nước hay là nến hay là như thế nào, nhờ anh chị cầu giúp. Anh cho bây giờ hỏi cái này, bây giờ nói là em tới em lại, thì trong cái tư tưởng em lại vậy nào vậy? Lại, lại là ông bà hay lại Phật hay lại cha mẹ? Ở sao biết được, thì cũng cùng một loại xuống mà. Vậy là Phật nói về giải thích. Bây giờ em có cái nhà, ok, em có một cái phòng mà anh để ba người ở, vậy người nào là chủ phòng? Cho nên phải thờ riêng, chủ quyền phải thờ riêng, chủ quyền mình rất là thấp. Phật thì dưới cha mẹ thờ chung cũng được, nhưng mà phải dưới hình cha mẹ. Nếu mà cái công thức á, mà để cha mẹ trên cao nhất là đúng, nhưng mà chủ quyền mình là rất là thấp, cho nên phải phần thờ riêng. Tại vì mỗi lần á, mình đám giỗ mình cúng đây, mình không cúng trên cũng không được. Cho nên Kiệt đề nghị là riêng hết à, mỗi mỗi người cho căn phòng, tự nhiên dồn cho một phòng ba bốn người kiểu này. Dĩ nhiên Phật là con của Thượng Đế rồi, ở dưới chứ. Ừ, lúc nào để Phật thờ cũng dưới cha mẹ. Có nhiều người nói cái đạo hồi sáng như có ai nói cái này là mới, nói cái chuyện đó không phải là mới, nó lưu truyền hàng nghìn năm. Tại lỡ thời vua Thục với vua Thần Nông thời xưa rồi, rồi qua tới nước Việt mình mà ở ảo ông bà mình còn nhớ, chỉ là lại ông trời lại có lon sữa bò, nhưng mà thời xưa làm gì mình biết được là có chân dung của cha mẹ. Thời nay hiện đại cha mẹ xuống thế gian cho mình chân dung, thì mà ông bà mình ở lại hàng 90.000 năm rồi. Ông trời, cha trời mẹ đất đã lưu truyền trong nhân gian từ đời này sang đời nọ, nên thiên tâm không phải là mới, chỉ là mới với mình thôi. Nên là để riêng đi ba bên.